cái clip tơ chim tơ với lớn cho anh em xem ha. Tơ nè 40 tơ nè ha, nè cực kỳ đẹp luôn, 4 xì gử ha đó. Nè đang ra 1-2 hộp cơm luôn nè anh em đó, 4 xì gử kỳ đẹp luôn, 41 nè đó, hoa cực kỳ đẹp, bông hoa cực kỳ đẹp không nè đó, 4 xì gử luôn ha, đang ra 1-2 hộp cơm luôn nè, 42 nè, nè bông cực kỳ đẹp luôn anh em nè, thấy không, bông quá trời đẹp luôn nè, 4 xì gử luôn nè đó, thấy không, 43 này hai con lõi anh em nè, con một con tốc độ lõi nhẹ, lõi cánh nhẹ ha, nói chung là lõi cũng nhẹ thôi chứ gì chứ nè, con tốc độ lên đủ cơm nè, lõi cánh nhẹ nè, còn con bông ở dưới thì lõi cái ngón bị cua thôi ha, ngón nó bị cua thôi mà lên đủ cơm hết, con nào cũng lên đủ cơm chứ nè. Hai con này để cho anh em là ba sĩ ha, nè hai con này ba sĩ ha, hai con lõi ba sĩ, anh em nhanh tay thì còn hai lõi này nè, 44 thôi anh em nè, bông cực kỳ đẹp luôn ha đó, 4 xì gử luôn ha anh em nè, bông quá đẹp luôn anh em ơi nè đó, thấy không, bông đỏ cực kỳ đẹp luôn, 4 xì gử ha, 45 nè nè, 45 ha, bông cực kỳ đẹp luôn đó. Con trong trống nó dở cánh lên, mấy con hùng hùng đó lại mà dở cánh lên dở trống lắm em, bông quá đẹp luôn ha anh em, 4 xì gử luôn ha, 46 nè, bông cực kỳ đẹp luôn, đang ra muốn nửa cờm luôn anh em nè, cái con này thì nó bị sứt đuôi ha, nó đang ra đuôi lên nè, cặp này 5 xì ha anh em, cực kỳ đẹp. Còn 47 ha, 47 là thấy dòng ngồi nè, rồi anh kêu anh em nói thấy dòng mồi tơ nè, nay lên thấy mồi tơ cho anh em luôn ha nè, 6 xì một cặp nè, cực kỳ đẹp không nè, 48 nè, thấy dòng mồi tơ luôn nè, 6 xì ha nè, cực kỳ đẹp luôn, 49 nè, dòng mồi tơ nè, 6 xì luôn ha, 50 nè, xám cơm đen nè, xám cơm đen anh em đủ cơm nè, rất đẹp không, 8 xỉ ha, 51 nè, xám cầm đen nè, cực kỳ đẹp ha, gáy gòi nè, 8 xỉ ha, 52 nè, xám cầm đen đó anh em, xám cầm đen cực kỳ đẹp luôn nè, gáy gòi luôn nè, 8 xỉ luôn nè, 53 nè, hậu thái hậu anh em, hậu 4 năm á, thường thường ta nói là 4 năm cốt nè, hậu 4 năm nè, 4 năm cốt là nó cũng là nó nè ha, cặp này 7 xị anh em, quá đẹp cặp này ha, đây hậu 4 năm cũng lên đủ cơm nè đó, có con mặt hoa lem ha, cũng bị giục đuôi thế nè, cặp này để tại có con giục đuôi để đẻ cho anh em 6 xị ha, rồi 55 nè, đây thấy hậu tơ nè anh em, hậu tơ đang ra 1-2 hộp cơm nè đó, hậu 4 năm ha, hậu 4 năm tơ nè, cặp này để anh em 5 xị ha, 5 xị hậu tơ, 56 nè, này hậu 8 nha anh em, cặp này cặp hậu 8 nè, hậu 78 nè, hậu 78 tơ nè, cặp này để anh em 7 xỉ ha, đó, hậu 78 nè, cực kỳ đẹp luôn đó. 57 nè, tốc độ anh em, tốc độ tơ nè, 4 xì gử nè đó. 58 nè, tốc độ lên muốn đủ cơm nè anh em nè, tốc độ lên muốn đủ cơm nè, 5 xì gử ha đó. 5 xì gử anh em, 59 nè, tốc độ cũng đủ cơm luôn anh em, cặp này quá đẹp luôn em, bự con anh em đó, 5 xì gử luôn ha, rồi bông lớn gáy gù gòi anh em, 61 nè đó, gáy gù gòi nè, bông cực kỳ đẹp, gáy gù gòi nè, 7 xỉ ha, 62 nè đó, bông cực kỳ đẹp luôn nè, gáy gù gòi luôn ha, 7 xỉ luôn nè đó, 63 nè đó, bông cực kỳ đẹp luôn, gáy gù gòi nè, 7 xỉ luôn nè, 64 nè đó, bông đẹp cái gù gòi ha, đó, 7 xị luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn anh em ơi, 65 nè, bông đẹp cái gù gòi nè, 7 xị luôn ha, 66 nè, bông đẹp cái gù gòi luôn nè, thấy không, 7 xị luôn ha, 67 nè, bông đẹp cái gù gòi luôn nè, 7 xị luôn nè, 70 nè, rồng đỏ nè anh em, rồng đỏ lên muốn đủ cơm luôn nè, cặp này để anh em 7 xị ha, 71 nè, rồng đỏ nè,
rồng đỏ gáy gòi nè anh em, nè, cặp rồng đỏ siêu đẹp không, nè, cặp này gáy gòi anh em, nè, cặp này 8 xị anh em, 72 nè, rồng đen tơ anh em, cực kỳ đẹp không, 6 xị anh em, rồi anh em lấy cái nào thì alo mình ha.